Bài châm cứu đại thành chữa viêm xoang. Việc thứ nhất là phong phủ. Việc thứ hai là việc thượng tinh. Nếu chưa bớt thì thêm việc bá lao, việc hòa lưu, việc nhân trung và việc phong trì. Ý nghĩa: huyệt phong phủ chủ trị đau đầu, trúng phong, mũi nghẹt, tai ù. Huyệt thượng tinh trị nghẹt mũi, mũi chảy nước, chảy máu cam. Huyệt hòa lưu trị mũi nghẹt, không ngửi thấy mùi. Huyệt phong trì để tiết đờm hòa.